cắt cái đầu đó, vậy nè, còn hết nè, hai bên nè. Mình dùng trên mình không biết lột á. Chứ dưới này người ta lột không à, ai cắt đâu. Đó, vậy nè. Rồi. Đó, vậy đó. Vậy ta gỡ ra vậy nè. Cái ngang nó gỡ ra xem. Xin chào cô bác anh chị. Video này chúng ta sẽ đi xuống Cà Mau, vùng đất cực nam của Tổ quốc. Tình cờ nghỉ trưa tại một quán nước ven đường, tôi được bác chủ quán mời ăn thử con tôm tích. Đây là một trải nghiệm khá thú vị, mời mọi người đón xem. Đây là mình ra biển mình bắt. Mình câu bằng hay là mình lấy muỗng mình bắt? Lúc. Hả? Đặt. Đặt ở dưới nước hay sao? Biển. Biển á. Nước á. Là nó cái lỗ của nó ở dưới nước rồi mình. Nó lỗ nó vô rồi, nó không có lỗ. Nó nằm ngoài. Vị con tôm tích ngọt, giống con tôm bình thường, nhưng hình dáng nhìn như con rết, nên làm thu hút sự chú ý của người tò mò. Tùy theo mỗi vùng miền mà có nhiều cách bắt loài vật này khác nhau. Ở Vũng Tàu người ta dùng muỗng hoặc dây câu câu con tôm tích trên bờ biển. Còn ở vùng biển Cà Mau do đặc thù có ít bờ biển như Vũng Tàu, nên người dân dùng lú để bắt nó. Mình dùng trên mình không biết lột á. Chứ dưới này người ta lột không à, ai cắt đâu. Đó, vậy nè. Đó, vậy đó. Vậy ta gỡ ra vậy nè. Cái ngang nó gỡ ra xem. Gỡ hơi ra, gỡ ra xem. Gỡ ra thịt. Cái mùi nó giống con gì mà quên mất rồi. Con tích bự. Này nó rớt rồi không tiêu. Chỉ là cái tấm mới tiêu gặp đó. Tấm muối tiêu ngon. Còn cái túi này lọt không à? Không thấy đâu. Đấy, ghế vô. Đấy. Còn mà sao chưa luộc? Chở mà bắt bao nhiêu? 30.000 ký. Con này 30.000 ký. Mà cho bộ đổ luôn giờ bán được rồi bán. Bán là dư tiền là đứt ra đó mày, họ có bán bữa mà 10 mấy ký, 20 ký để trả 5-5 ngàn là dư mình ra luôn đó. Làm quá nhiều, bỏ đại vô đại này. Lúc đây đi du lịch với là chơi vậy? Còn hai con yếu gặp nên lắc thảo lại. Đi con mình vậy rồi? Dạ điên mình. Vậy đâu không chở đi? Ờ ghệ gì đi, nó đi cái này nó đi đâu nổi đâu. Hôm giờ con đi từ Trà Vinh đi xuống vòng vòng Bạc Liêu thì xuống Sóc Trăng đi trải đải xuống đây nè. Uống lên trong cây đi thôi, đâu nổi. Đi được xa ngắn rồi nè. Dạ. Nhưng mấy nó từ Đồng Nai rồi nó tội về đó. Nãy bác còn hai cua gạch đếm để lại, không bác. Dạ không, tập đồng, tập đồng, bốn con. Cua về mà ăn không được không? Nhiều nhỏ à. Ướp gạch đáng uống. Vậy mình tự mình ăn chứ mình không bắt. Không, thả lại cho lên gặp đủ luôn. Chứ nó mới gặp không nữa. Thả là mình nuôi trong đất đó của mình luôn. Trong luôn không? Đặt lọt đó
không phải con làm nhà vườn hả? Dạ. Đó, tôi lột không à. Dùng này quen rồi. Lột chứ không cắt à? Không. Cắt nữa là cách mới. Ừ, cắt lẹ mấy người. Sợ đau tay. Tay mình như vậy. Lột bên vậy nè. Lột cái tết luôn. Lột là ra quầy bánh xe mà đây mua gậy á. Chơi cũng mấy ngày. Ăn đi. Dạ dạ. Cắt, kéo cắt. Tay đi. Chưa biết. Dạ dạ. Con này mình bắt làm sao vậy anh? Có cái bẫy mình đặt xuống bờ biển đó. Lú đó. Lú đó mình để nằm trên bờ biển hay sao? Là mình nước nó phủ lên chưa? Bỏ với đá. Đặt lúc mà nước lên hay sao? Nước lớn dòng. Cái đó mình đem đi bán lên chợ. Để đem đi chợ bán. Giờ trưa mình cũng bán luôn. Tôm lớn là 80, tôm nhỏ là 50. À, con tôm này gọi là con tôm gì bác? Tôm giang. Tôm giang. Cà Mau là vùng cực nam của Việt Nam. Đây là vùng đất mới, vẫn còn hoang vu và được khai phá chỉ mới đây khoảng 300 năm. Một con số nhỏ nhoi so với bề dày lịch sử của nước nhà. Ban đầu mặc cửu cho người Hoa đến đây khai hoang mở đất. Sau nhiều biến cố của lịch sử, vùng đất này dâng cho nhà Nguyễn, lập ra đạo Long Xuyên. Qua nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính, cái tên Cà Mau được khôi phục và giữ lại cho đến bây giờ. Cà Mau vốn là vùng đất thấp, bốn bề là rừng đước, thường xuyên bị ngập mặn, làm hình thành nên hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú, chiếm 77 diện tích rừng ngập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vùng quê đất Cà Mau, phần nhiều con người dựa vào con cua con tôm mà sống. Người dân nơi khác đến có khi không biết, nhưng những khoảng đất bị ngập nước đa số đã có chủ sở hữu, nhưng không được đánh dấu rõ ràng, đây vốn là những vuông tôm nơi nuôi những con tôm, con cua, chúng sinh trưởng tự nhiên và được người dân chờ cho đến kỳ thu hoạch đem bán. Tuy nhiên, việc tỷ lệ sống của con tôm, con cua khá thấp, cộng với việc nạn trộm cắp làm cho nhiều người dân điêu đứng. Kinh tế từng hộ dân khó phát triển. Để cho dễ hình dung, thì giá của con cua gạch ở Nam Căn có khi lên đến 700 ngàn một ký, và con cua ở vùng sát biển cực Nam có giá 400 ngàn một ký. Nhưng người dân ít ai xây được nhà tường, mà chỉ có những ngôi nhà lá đơn sơ, hoặc khá hơn thì nhà gỗ. Dù thế thì người dân địa phương rất cởi mở và nhiệt tình với khách phương xa. Về giao thông thì đường xá đang được nâng cấp. Lúc tôi đi thì đường được trải đá dăm, vẫn còn nhiều nơi gồ ghề. Cảm giác hơi mông lung vì nhiều đoạn đường vắng tanh, không một bóng người. Cũng không có nơi sửa xe lẫn trạm xăng nếu gặp trường hợp xấu. Mọi người trước khi đến cực Nam hãy chuẩn bị đầy đủ dụng cụ phòng khi hữu sự. Du lịch Cà Mau chưa phát triển mạnh, các địa danh nằm không tập trung và rải rác cách nhau xa, nhiều khi làm nản lòng người tham quan. Các địa danh tiêu biểu đó là Hòn Đá Bạc, Vườn Chim Tư Na Nam Căn, Mũi Cực Nam, Rừng Quốc gia U Minh Hạ, Đảo Hòn Khoai. Cảm ơn cô bác anh chị đã xem video. Nếu thấy hay, hãy bấm thích, nhấn đăng ký và chia sẻ cho nhiều người cùng xem.